Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, song bữa trưa cũng quan trọng không kém. Một kế hoạch ăn trưa nghèo nàn hoặc sai cách có thể làm mất đi hiệu quả dinh dưỡng và năng lượng làm việc cho buổi chiều của bạn. Ăn trưa sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu, giữ cho sự trao đổi chất của bạn hoạt động tốt. Sau đây là một số thói quen ăn trưa sai lầm bạn cần phải thay đổi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Thường xuyên ăn cơm quán, đó là sai lầm phổ biến nhất nên tránh. Thực phẩm từ các hàng quán hoặc cửa hàng đồ ăn nhanh thường không tươi và nhiều calo, chất béo bão hòa và nhiều mới hơn so với bữa ăn tự nấu. Ngoài ra, khâu vệ sinh, chế biến cũng là một vấn đề. Do đó, chúng ta nên tránh ăn uống ở bên ngoài và hãy tự chuẩn bị khẩu phần ăn đầy đủ lành mạnh cho mình vào buổi trưa. Bỏ bữa trưa. Bỏ bữa trưa là điều tồi tệ nhất bạn làm với bản thân. Nó chắc chắn sẽ không giúp bạn trong vấn đề giảm cân của bạn, mà ngược lại, nếu như nhịn ăn trưa, sẽ làm bạn ăn nhiều hơn vào những bữa sau mà thôi. Bỏ ăn trưa cũng sẽ làm bạn chậm chạp và mệt mỏi. Ăn ở bàn làm việc, sử dụng điện thoại trong bàn ăn. Các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiết lộ rằng một bàn làm việc chứa gấp 3 lần vi khuẩn hơn so với chỗ ngồi khác. Điều đó là đủ để ngăn cản bạn ăn ở bàn làm việc. Cùng với đó, việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều cũng gây hại không kém đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sử dụng chúng mỗi ngày và dường như sử dụng điện thoại trong bữa ăn trưa trở nên phổ biến. Bạn không biết rằng bề mặt của tất cả các điện thoại di động là nơi chứa nhiều vi sinh vật. Do đó, việc sử dụng chúng nên được ngăn ngừa trong thời gian ăn trưa. Ngoài ra, nó còn khiến bạn bị phân tâm trong khi ăn, dẫn đến ăn quá nhiều hoặc quá nhanh, gây hại không nhỏ cho sức khỏe. Uống soda và đồ uống lạnh. Soda và đồ uống lạnh ngon nhưng chúng chứa một lượng đường cao. Điều này dẫn đến tăng cân. Ngoài ra, uống soda sẽ làm hỏng răng của bạn và dẫn đến sâu răng. Bổ sung bữa ăn trưa của bạn với soda sẽ làm tăng lượng đường trong máu và các hormone như insulin. Điều này không hề tốt cho sức khỏe. Không ăn rau xanh, trái cây. Nếu bạn là người luôn loại bỏ rau xanh trong bữa trưa của mình, đây là một thiếu sót dinh dưỡng rất lớn trong chế độ ăn uống. Rau xanh cung cấp cho cơ thể chất xơ, nhiều vitamin và khoáng chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp bạn no lâu hơn, vì vậy bạn không phải ăn vặt bất cứ lúc nào trước bữa tối cả. Trái cây cũng là một loại thực phẩm cần thiết mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống cân bằng của mình. Việc ăn trái cây sau bữa trưa sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều vitamin và khoáng chất. Bạn có thể làm salad trái cây hoặc ăn một vài lát trái cây ưa thích sau mỗi bữa ăn trưa của mình. Ăn thịt chế biến sẵn, sử dụng gia vị béo. Thịt chế biến sẵn như thịt hun khói, xúc xích, giam bông có hàm lượng muối cao và rất có thể chứa các hóa chất độc hại. Vì vậy, việc ăn thịt chế biến sẵn liên tục trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và đại tràng. Ngoài ra, một số người thường có sở thích ăn rau với sốt mayonnaise, sốt nóng hoặc cho quá nhiều gia vị dầu ô liu. Điều này thực sự không tốt lắm. Nó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của rau mà bạn đang ăn mà còn làm tăng trọng lượng của bạn. Uống cà phê vào buổi trưa. Uống cà phê vào buổi sáng là tốt, giúp cho bạn tỉnh táo hơn để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Nhưng nếu sau bữa ăn trưa bạn vẫn tìm đến một tách cà phê là bạn đang mắc sai lầm ăn uống cần tránh. Nguyên nhân là do nếu bạn uống một tách cà phê trong khoảng 6 tiếng trước khi đi ngủ có thể làm bạn mất ngủ. Điều này chắc chắn sẽ gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, một số cách để nhận biết thực phẩm an toàn không bị nhiễm độc sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.